Lợi dụng trời mưa đêm tối, kẻ gian đã vào vườn cắt phá hàng ngàn trái sầu riêng non của một hộ gia đình ở Rắc Lắc gây thiệt hại lớn. <laughs> Ước tính thiệt hại đến hàng trăm triệu đồng, quá sốc, người nông dân này đã khóc ngất tại khu vườn. Gia đình cho biết không thù oán gì với ai, nhưng không hiểu sao vườn sầu riêng lại bị phá hoại, mong muốn cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5, cha của anh Lương Văn Đức, sinh năm 1983, ngụ xã Ea Hu, huyện Cư Quyên, tá hỏa phát hiện vườn sầu riêng bị phá hoại nên báo công an. Anh Đức cho biết, tối 20 tháng 5, trời mưa nên kẻ gian đã lợi dụng dùng kéo vào cắt phá sầu riêng. Khó hiểu hơn nữa là sau khi cắt phá, kẻ gian đã gom lại thành đống nhỏ, nhiều chỗ còn dùng lá che đậy. Qua kiểm đếm, Tổng cộng có 54 cây sầu riêng với hơn 1.600 trái bị cắt phá, thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng. Trong khi đó, tổng chi phí đầu tư chưa kể công đã hết khoảng 110 triệu đồng.